Càng uống thì họ lại càng thích các cocktail nữa các bạn. Hello everyone, welcome back to Hello Hà và Mix It Up. Cocktail của ngày hôm nay sẽ là một cocktail rất là lạ và khác biệt. Nó sẽ không rơi vào những cái hạng mục nào mà chúng ta đã từng biết. Vì sao? Bởi vì nó sẽ không phải là một trong những classic cocktail. Mà cái điều quan trọng hơn ở đây đó là những cái liquor base mà chúng ta đã quen thuộc thì hôm nay nó sẽ không có trong cocktail này. Mà cocktail ngày hôm nay họ muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chỉ toàn sử dụng là vermouth hoặc là amaro, và nhiều hơn nữa đó chính là liqueur. Hôm nay thì họ sẽ chỉ sử dụng những cái loại liqueur cũng như là amaro liquor mình có, nên mình chỉ tự xào nấu và thử nghiệm thôi. Nên là họ hy vọng cái tập này sẽ là một trong những cái tập mà có thể gợi ý cho các bạn nào là bartender, hoặc là giới thiệu thêm cho các bạn những tín đồ yêu thích nghệ thuật cocktail. Đây là một dạng mới mà nó sẽ không nằm vào ở trong những cái hạng mục nào chúng ta từng quen biết, rất là lạ. Và cái vị dĩ nhiên nó sẽ rất là ngon và cũng rất là thú vị. Thứ nhất là sẽ sử dụng China. Đó là một trong những artichoke amaro làm từ cái cây Adiso ha. Thứ hai đó là Lọt Soda. Thì ở tập trước họ vừa sử dụng Lọt Soda, thì đây là cherry liqueur. Nhưng mà cái cherry liqueur này nó sẽ có cái mùi của almond, có nghĩa là hạnh nhân đó các bạn. Nên là kèm vào đó là họ sẽ sử dụng một cái hạnh nhân liqueur, nó gọi là amaretto. Nếu như các bạn có thích những cái dạng amaretto sour, nếu mà bạn biết là whiskey sour thấy không, thì amaretto sour là một trong những cái loại cocktail mà cũng rất là nhiều người biết đến, bởi vì nó ngọt và nó có cái mùi hạnh nhân rất là thơm. Sau đó là họ sẽ sử dụng dry vermouth ha, họ sẽ sử dụng Dolin dry vermouth. Hai dạng bitters đó là Angostura bitters, là một dạng rất là quen thuộc bitters, và một dạng tiếp theo là orange bitters. Họ sẽ cần một trái cam để mà garnish, thì họ sẽ sử dụng cái vỏ cam để garnish later. Và đây là một trong những loại stirring cocktail nên chúng ta sẽ cần mixing glass, và mình cũng sẽ cần một cái bucket glass cho cái cocktail của ngày hôm nay nhé. Vì chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái cocktail mà họ chưa nghĩ ra, có lẽ là họ sẽ để cho các bạn nghĩ ra cái tên của cocktail này nhé. Bắt đầu. Đây là một cái cocktail mới nên là họ sẽ walk các bạn through, có nghĩa là mình sẽ đi từng bước một, rồi họ sẽ nói với các bạn là họ sẽ sử dụng bao nhiêu lượng như thế nào và tại sao họ lại sử dụng như vậy, để mà có thể hy vọng là các bạn đang học về cái ngành này hoặc là bạn nào mà yêu thích cái này, bạn sẽ có thể tìm hiểu thêm là lý do tại sao mình bỏ cái này thêm, mình bớt cái kia lại. Ok, trước tiên là họ sẽ sử dụng 1 ounce của China. Và lý do họ sử dụng 1 ounce có nghĩa là China thì ở đây sẽ là cái base của cái cocktail, và họ muốn cái hương vị của China nhiều nhất nên nó sẽ sử dụng 1 ounce. Sau đó họ sẽ sử dụng 0.5 ounce Lọt Soda. Tiếp theo đó là sẽ sử dụng 0.5 ounce amaretto liqueur. Thì hai cái này đó sẽ là hai cái mùi phụ mà họ muốn add thêm cho cái cocktail này, là cái mùi cherry, mùi hăng của Lọt Soda, và cái mùi almond, cái mùi hạnh nhân của amaretto. Nên là họ sẽ làm hai cái này bằng nhau, bởi vì họ muốn là hai cái mùi của nó sẽ song song với nhau như thế này. Tiếp theo là họ sẽ sử dụng 0.5 ounce dry vermouth. Lý do họ sử dụng dry vermouth đó là các bạn biết á, là họ có một cái bar nhỏ ở nhà để có làm cái chương trình này cho các bạn, nên là họ chỉ có thể sử dụng những cái nào mà mình có thể cảm nhận được là nó sẽ ăn nhập với nhau. Và một điều nữa là nếu như mà bạn biết về những cái liqueur hoặc là amaro cocktail này thì cái tính của nó sẽ rất là ngọt, rất là ngọt. Nhưng mà để mà cân bằng cái vị ngọt á, thì mình sẽ không có để citrus là chanh hay là cam gì đó để mà cân bằng lại, bởi vì nó sẽ không có đi ra được cái điều mà mình muốn ở cocktail này là ngọt và đậm vị. Và một lần nữa là sử dụng cái từ đó là complex, là nó có rất là nhiều thứ hiện ra cho trên cái vị của mình, trên cái lưỡi của mình khi mà mình uống cái loại cocktail này. Vì đó là những cái loại này rất là ngọt mà họ không có cái loại amaro mà thật là đắng, nên là họ phải dùng dry vermouth để cân bằng lại cái vị ngọt của nó, để nó bớt ngọt đi. Và sau đó thì họ sẽ thêm vào đó là 4 giọt
của Angostura Bitters. Tại vì như Thảo nói là China là một trong những cái loại amaro mà nó không có đắng, mà nó chỉ nằm ở cái mức giữa độ đắng thôi. Nên Thảo muốn cái cocktail này nó phải đắng hơn nữa. Nên Thảo sẽ cho 4 giọt Angostura Bitters. Sau đó Thảo sẽ sử dụng Orange Bitters. Thảo sẽ cho 3 giọt Orange Bitters. Lý do là China là cái base liquor đó các bạn, thì cộng thêm những cái này á, cái vị của nó sẽ rất là đậm. Thảo sử dụng Orange Bitters là để cho sáng cái cocktail của mình lên. Bởi vì khi mà một cái cocktail ngon thì dĩ nhiên là chúng ta phải muốn cái cocktail nó rất là cân bằng, đúng không ạ? Thì nếu mà cocktail nó quá là đậm đi thì khi mà mình uống mình sẽ không có cảm nhận được là wow, nó có cái gì thú vị. Giống như bạn xem một cái vở kịch hay là một cái bài hát thì lúc nào nó cũng sẽ có một khúc cao trào. Thì cái sáng của cocktail đây là một trong những cái thành phần để mà tạo nên một cocktail ngon, chứ không phải là cái thành phần mà quyết định cái cocktail nó có ngon hay không. Ok. This is the right thing. Oh yes, you miss me and you're so damn lonely. But you don't come back in the morning. I fall asleep dreaming that you hold me, but you don't reach out again. And I'm just wondering, how long were you pretending? So let me see, so you're more orange material than garnish, huh? Let's be alone together. Vậy Thảo vừa làm xong cái một cái cocktail gọi là Amaro Liqueur Cocktail. Chưa nghĩ ra tên, Thảo sẽ để cho các bạn đặt tên nha. Nếu mà bạn nào nghĩ ra cái tên nào hay, hoặc là bạn cảm giác bạn muốn đặt một cái tên nào đó, thì bạn nhớ để lại những cái comment ở trong cái comment box cho Thảo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử và mình sẽ đi vào phân tích cái cocktail này. Cái này là hôm qua họ mới làm thôi, hôm nay là sẽ làm lại và làm cho các bạn xem luôn. Nên là vừa làm vừa uống, chúng ta sẽ vừa nói đi xem như thế nào. Trước tiên là mình sẽ nghe được cái mùi của China, cái mùi Amaro là nhiều nhất. Và cái thứ hai đó là cái cocktail rất là ngọt, tại vì nó toàn là liqueur và Amaro thôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ nghe được cái mùi hăng, một cái layer, có một cái lớp nữa của Losado. Và kèm theo đó là Losado nó sẽ có được cái Amaretto này, là cái mùi của hạnh nhân rất là nồng. Bên cạnh đó thì mình có thêm những cái Angostura Bitters, nên là cái vị cocktail của mình đó, khi mà cái finish, có nghĩa là cái cuối cùng mà đọng lại trên cái lưỡi của mình sẽ một cái vị đắng là của cái này cũng như là của China luôn. Một điều nữa là nếu mà bạn làm những cocktail như thế này đó thì bạn nên sử dụng nước đá nhỏ nha, để cho nó ra nước đá nhiều và nó dilute, nó loãng cái cocktail của mình nhanh hơn, hơn là làm với lại một cái cục nước đá bự. Và đừng có sử dụng như là nước đá mà bào thì nó sẽ loãng nhiều quá. Cũng tùy vào cái cocktail mà mình sáng tạo ra mình làm như thế nào, mình sẽ sử dụng cái loại đá nào. Họ vừa cái mua cái loại đá bự, đá viên bự hình vuông đó, thì lần sau họ sẽ làm một cocktail nữa, họ sẽ sử dụng cái đó cho các bạn xem. Nhưng mà hôm nay đó thì họ sử dụng đá bi, tại vì họ nghĩ là đá bi sẽ phù hợp với là cocktail này, nó loãng nhanh hơn là cái đá đá cục lớn, nhưng mà nó không loãng nhanh quá như là đá bào bình thường. Khi mà nước đá nó loãng ra rồi đó thì mình sẽ thấy được cái mùi của Losado nhiều hơn, và cái mùi của Amaretto thêm nữa. Bởi vì khi mà làm những cocktail này đó thì mình có thể bỏ rất là nhiều thứ vào mình nghĩ như thế nào, nhưng mà cái quan trọng ở đây đó, cái mấu chốt là khi mà cái cocktail nó ra đó thì nó phải có được những cái layers, có nghĩa là những cái lớp bạn bỏ vào nó phải được hiện diện trong cocktail này. Thảo uống càng uống Thảo sẽ càng thích. Bởi vì thứ nhất là đây không phải là một cocktail dễ uống nha các bạn. Bởi vì nếu như mà bạn nào chưa biết vào Amaro hoặc là không thích được cái vị đắng ở trong cocktail, như nếu mà bạn thử Negroni ha. Negroni thì họ dùng Campari, thì cái đắng đó là của Campari, là cái đắng như vậy đó. Thì Thảo muốn cái cocktail nó đắng như vậy thì nó đã đạt được cái độ đắng như thế rồi. Cho nên là tiếp cạnh đó là cái vị ngọt ha, và bên cạnh đó sẽ là những cái
lớp của những cái liqueur mà nó hiện diện trong cái cocktail này thì đó nên là làm nên được cái sự sáng tạo của mình. Nếu mà hỏi là cocktail này sẽ dành cho ai và sẽ dành uống khi nào, đây là một trong cocktail mà nó sẽ rất là complex, nó rất là nhiều chuyện để nói, như hồi nãy nói từ lúc đầu của cái video. Vì thế đó, cocktail này sẽ sử dụng cho một cái ngày nếu mà bạn có những cái tâm trạng nè, hoặc là sau một cái bữa ăn thật là thịnh soạn. Ví dụ như bạn đi steakhouse, có nghĩa là bạn ăn steak ha, bạn uống rượu đỏ. Thì đến cuối buổi đó, thường thì những cái nước tiên tiến, những nước phương Tây, họ sẽ có những cái loại như là Amaro hoặc là Digestive, như là những cái tập trước họ có nói về cái này. Thì đây là những cái loại liqueur để sử dụng cho sau khi mà ăn, thì nó sẽ giúp cho cái bao tử của mình nó tiêu hóa tốt hơn. Thì các cocktail này sẽ là được xếp vào một trong những cocktail giống như là tráng miệng. Bởi vì nếu như mà mình ăn trái cây tráng miệng ha, thì bây giờ cocktail sẽ là một cái dạng để mà mình tráng miệng, thì nó sẽ giúp cho cái bao tử mình nó digest tốt hơn. Cho nên là cái này sẽ rất là tốt nếu như bạn ăn một cái bữa ăn mà nó thật là béo, thật là nhiều thịt, thì những cái mà vị đắng nè, rồi những cái vị ngọt nó sẽ cắt, nó sẽ cut, nó sẽ đan xen vào những cái điều mà vẫn còn động trong cái lưỡi, cái vị giác của mình khi mà mình vừa hoàn thành cái bữa ăn đó, thì cocktail này sẽ rất là hợp. Đó cũng là một cái điều mà nếu mà bạn nào mà học về hospitality, là những cái ngành dịch vụ, thì đây là một trong những cái gọi là experience, có nghĩa là những cái sự trải nghiệm của một cái thực khách mà chúng ta là những cái người mà tạo nên, những cái người làm ở trong hospitality, muốn đem đến cho khách hàng của mình một cái sự trải nghiệm mà họ cần có. Thì đây là cũng là một trong những cái mà họ đã học hỏi được trong cái thời gian mà họ đi làm cũng như là học ở trong trường lớp, nên là họ nghĩ là cái tập này cũng sẽ tốt cho những cái bạn nào là bar manager, bạn nào mà làm về quản lý nhà hàng, bạn viết menus, bạn create ra những cocktail để mà có thể đi với những cái món ăn. Thì hopefully, hy vọng rằng đây sẽ là một cái tập mà cho bạn thêm những cái idea, những cái ý tưởng mới để bạn có thể viết cho một cái menu thật là ngon, để sao mà có thể cân bằng giữa thực đơn và cái menu nước của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái tập này. Hy vọng là cái tập này đã cho bạn thêm một cái nguồn cảm hứng mới nếu như bạn là một người bartender, hay là bạn một cái người bar manager, anything bạn làm về cocktail. Nếu như bạn đã biết về những cái điều này rồi, bạn có thể để lại những comment cho Hào. Nếu mà bạn chưa biết, bạn là những cái tín đồ của cocktail, bạn yêu thích và bạn cảm thấy cái nào là thú vị, thì cũng đừng quên để lại comment cho Hào nhé. Và nếu bạn yêu thích YouTube này, đừng quên nhấn nút like nè, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào, comment, share kênh nếu bạn yêu thích cái kênh YouTube này và bạn muốn là cái kênh của Hào sẽ phát triển thêm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye bye.